giờ con thích không nhìn về tặng cho này. Nhưng mà thôi mẹ ơi, con nói thật ra là con cũng thích cái dây này lắm, nhưng mà nhớ đâu nó về rồi nó lại tìm bảo là con lợi dụng mẹ. Không sợ, giờ nó đi rồi, nó dỗi nó đi rồi, nó không cần nữa đâu. Ừ, đấy, nên lấy mà đeo mà tặng cho đấy. Dạ vâng, thế con cảm ơn mẹ nhá. Mà mẹ ơi, mẹ đeo cho con được không ạ? Con xem là... Đúng rồi, dạ vâng. Con xem là đeo vào con được không? Đeo vào cái nào? Dạ vâng. Mắt cũng được ưng cái này rồi. Vâng, nó hơn 1 triệu mà nó còn rẻ như này đó. Nó không biết gì ấy. Nhưng nó mà nó khỏe. Nè, mua chiếc tiền cho anh luôn. Dạ vâng. Ôi, đẹp hết nè. Đẹp hết nè. Vâng. Con chứ bây giờ con được đeo cái vải dây vàng mà nó đeo với lạng đâu, thấy nó nặng không? Tặng mẹ, ông giấu hơn 10 triệu trở lại mẹ. Con á, thì kiểu lấy rồi nè. Nhìn đẹp lắm mẹ. Nhìn sáng. Cái chọn mà hay hả? Dạ vâng. Đẹp thế mẹ. Bây giờ nó đi rồi. Giờ con thích không để tặng cho này. Đúng rồi, thôi mẹ ơi, con nói thật ra là con thích cái cây này lắm. Mà nhớ đâu nó về rồi nó lại tìm bảo là con lợi dụng mẹ. Ông sợ giờ đâu. Nó đi rồi, nó dỗi nó đi rồi, nó không cần nữa đâu. Ôi giời. Đấy, nên mà đeo mà tặng cho đấy. Dạ vâng, thế con cảm ơn mẹ nhá. Mà mẹ ơi, mẹ đeo cho con được không ạ? Con xem là... Đúng rồi, dạ vâng. Con xem là đeo là con được không? Dạ vâng. Dạ vâng. Chọn mãi được ưng cái này mà. Vâng, mà hơn 10 triệu mà nó còn rẻ như này á. Nó không biết gì ấy. Ưng nó mà nó trả lại. Một nào một tiếp đấy, tiền cho anh ưng cho mẹ. Dạ vâng. Ôi, đẹp thế mẹ. Đẹp thế mẹ. Đấy. Vâng. Ôi, con chưa bao giờ con được đeo cái vải dây vàng mà đeo với lạng đâu, thấy nó nặng không? Tặng mẹ, ui giời, hơn 10 triệu trở lại mẹ. Con á, thì kiểu đấy rồi nè. Nhìn đẹp lắm mẹ. Dạ. Nhìn sáng. Cái này chọn mà hay hả? Dạ vâng. Nhưng mà thôi con cũng cảm ơn mẹ nhá, nhưng mà con vẫn sợ nó về nó không sợ nó kia lắm. Dạ, nó đi rồi biết nó dỗi đi, bây giờ nó về cái mẹ đó. Vâng, quan trọng nó dậy mà bây giờ chắc là không biết là nó thấy con vui như nào đâu. Kệ nó đi đâu đi, chẳng có quan tâm. Mà thôi con cũng cảm ơn mẹ nhá. Nhìn đẹp lắm mẹ, con chưa bao giờ được đeo cái dây vàng như nào. Đẹp mà chọn mãi đi đến nào được thế này. Vâng, dậy thôi là mất dậy. Bây giờ nói động nói bắt đầu là cãi giả xong rồi dỗi đi xem đi được bao nhiêu đâu. Đi được mấy ngày thì về, về đã thế không đưa nó không giả má về. Thôi mẹ thôi. Không cho về luôn, lần này đi về mà về nếu mà đi xong rồi lại còn quay lại không bao giờ mẹ đừng cho về nữa. Đi kiểu như này á cút khỏi nhà luôn ấy. Về cái gì nữa, xem đi được bao nhiêu lâu. Ui giời ơi, trẻ mấy đâu mà con đã từng đi rồi mà con vẫn phải quay về đây này. Hết tiền, không có tiền không làm ra này, hết tiền này. Đấy, xong rồi còn sĩ còn giải lại tất cả cái đồ mẹ mua nữa chứ. Đấy là sĩ mà. Vâng. Con giả lại. Rồi nó cũng sao. Cãi giả. Con trả không trả. Không có đứa nào như nó, nó dậy mà. Vâng. Mà thôi mẹ, bây giờ nó chuyện nó thế rồi thôi mẹ. Chuẩn bị đi vào mà đi ngủ đi thôi, mai còn đi làm. Con đi tắm giặt ở kia đây. Mẹ về mẹ đi ngủ đi, không mai. Con cảm ơn mẹ nhé. Ừ.